Và xin mời anh em đến với trận chung kết tiếp theo cho Tý và Kinh Cộng. Perfo, bên kia là AC Hit. Giờ đấu một cảm giác mình vẫn đang dễ đánh hơn. Bên kia hai cung tuyển. Mình là một cung tuyển và một chém tuyển. Sự phát triển của Phô cũng là rất mạnh mẽ. Yêu đầu đang được lùa về khu vực nhà chính dành cho Kinh Công rồi. Một trận đấu mà em tiếp tục được cầm chém. Hy vọng là bài tươi. Chỉ cần như trận trước là được rồi. Ba voi và một quả phụ. Yêu đầu không cần ăn. Dò kỹ lên hướng khu vực 3 giờ. Có một cây gỗ đầu khá gần. Rồi, thấy quả phụ dành cho màu nam. Ta sang phô một chút. Thế rừng cũng khá ổn. Đồ ăn cũng khá gần nhà. Hiệu đầu và ba con voi đang chờ Tý xẻ thịt. Rừng như này là rất tươi rồi. Thiếu một đồ ăn nữa. Tý vẫn đang muốn đi tìm bãi quả phụ. Trở lại với Kinh Công nào. Như vậy là Kinh Công đã tìm ra cho mình một đàn voi rồi. Sẽ lên trên kia để ăn. Trên này một bầy hiêu. Nhưng hơi nhỏ. Thì nó chỉ có 4 con thôi. Chỗ đấy boe thôi hả? Boe là được rồi. Đang muốn xuống 6 giờ để ăn vàng. Hai người sẽ khung cho nhau trong trận đấu này. Bên kia bài cũng không phải. Vì vậy là bên kia bài cũng là tương đối đẹp. Chỉ do 10 mấy% thôi. Bài quả đầu hơi xấu. Nếu như quả đầu đẹp thì Kinh Công sẽ kích đời sớm hơn nhiều. Ừ.
Rồi, đây sẽ là một bãi vàng đẹp dành cho màu nặng. Chọc chéo luôn. Như vậy là thấy game thủ màu 2. Màu 2 Tịnh Văn cầm hit. Đánh cung. AC đánh chém. Đấy ra đấy. Bài màu 2 này cũng khá khỏe đấy nhá. Khu vực 10 giờ đấy. Sang màu 6 nào. Màu 6 điên hoang trận đấu này. Vẩy e để bắt giò nhưng không được. L2 luôn. Như vậy là màu 6 không ăn hoang bấy nhiêu nữa. Đí nào, đí nào. Rồi chạy 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 nhanh nhanh nhanh. Hơi khó chịu đến từ màu 6. Đí đã bo xong nhà chưa? Đây 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 đây. Họ đang chưa có tay. Đang chưa có tay để điều con giò này. Cẩn thận bãi quả nhá công ơi. Bắn lại nào, bắn 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 tên đi. Công. Mất một tên dân ăn quả. Hơi đau. Tí nào. Bài gì cũng đang tương đối khỏe. Ra khá ruộng nữa này. Không hề đơn giản. Bài gì vẫn đang khá nhiều lực. Khá vất vả đấy thủ nhà. Quan trọng là tên đi công này được ăn được nhiều không. Họ đang muốn bắt tên đi công đến từ tí. Bao lương nào. Rồi tăng lên nhà VA tiếp theo. Vẫn đang sóc bốn nhà rất đều. Bạn đang muốn ốp tên này. Tên dồn lên khá đông của thủ màu 2. Màu 6 cũng có lắc đà ngay đằng sau rồi. Chưa được. Mình đang hơi bất lợi khi cung phô cửa dưới so với cung hiti. Bạn có cả những con lạc đà nữa thì vẫn đang khá vất vả để trông đỡ. Trận đấu mà AC đánh khỏe. Phô 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 mấy con lạc đà đi. Tinh công. Được một cháu thôi.
Đi bo nhá, đi bo em à. Lọt là hơi căng. Khoai thì mình không làm gì được Hitty thời điểm đầu. Rồi, xe đầu chúng ta thất thủ với tỷ số là 1-3.